Em chào các bác nhé. Đấy, hôm nay em sẽ báo giá nhanh về xe đạp của nhà em. Đây, hiện tại đây trên tầng đây của nhà em đây đều là xe đạp hết nhé các bác nhé. Em sẽ báo giá nhanh về giá xe đạp cho các bác xem. Ở đây em sẽ đang bày sẵn là các dòng xe phổ thông khoảng từ hơn 1 triệu đến khoảng 3 triệu. Còn những dòng xe mà các bác để muốn để đạp đi đường trường hoặc đạp đi đua hoặc là đạp để rèn luyện thể thao mà đạp với cường độ cao thì các bác có nhu cầu muốn đặt thì các bác nhắn tin cho em sẽ đặt em lấy về cho. Còn đây là các dòng xe phổ thông mà dành cho học sinh và để đi học hàng ngày hoặc là dành cho mình những bác mà muốn đạp đi dạo chứ chưa phải là xe để đạp cường độ cao nhé các bác nhé. Này, bây giờ em sẽ bắt đầu đi từ hàng này. Từ hàng này đi vào nhé. Đây em có 4 hàng. Cái không gian này em xếp được 4 hàng thôi. Vì còn để lối đi lại nhé. Đây, bắt đầu từ hàng bên tay trái luôn em vừa bảo đây. Từ hàng bên tay trái đi vào. Đây là xe mini nữ của Amida. Cỡ xe là xe 24 và xe 26. Cái phần bún từ cái chiếc giỏ đỏ này, chỗ ra 5 chiếc này là hôm rồi em để ở dưới nhà, thì bây giờ em nhấc lên đây. Còn bắt đầu từ đây ra em sẽ phân từng khu một, xe 24 ở bên ngoài hơn, đây, và xe 26 phần trong này. Xe 24 thì giá sẽ dao động từ 1 triệu 3 đến 1 triệu 4, tùy các bác phân biệt cho em là nan hoa nhé, nan dày hoặc nan thưa, 1 triệu 3 đến 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi. Hiện tại thì thông báo luôn với các bác là giá của đầu công ty là giá lên thêm gần 20% một xe do nguyên liệu đầu vào lên nhé. Nhưng mà em bán ra giá thì nó chỉ gọi là nếu mà em cố gắng vì lô này em vội nhập trước khi công ty báo giá lên em nhập về, thành ra là em sẽ vẫn báo với giá cũ là xe 24 nan thưa là 1 triệu 3, nan dày là 1 triệu 4 nhé. Đây. Đây sẽ là xe 26 này các bác này, xe 26 bắt đầu từ chiếc màu xanh đây. Đây em đầu ngón tay em chỉ đây. Qua đến đây là xe 26. Xe 26 giá nan thưa là 1 triệu 4 và nan dày là 1 triệu rưỡi. Các bác phân biệt cho em đây là xe mini nữ. Xe nan thưa là rẻ hơn xe nan dày 100 ngàn nhé các bác nhé. Đây, đây là xe cỡ 24. Cỡ xe 24 và cỡ xe 26 sẽ lệch nhau một chút khoảng, thực ra chiều cao của xe hoặc chiều độ rộng của xe lệch nhau khoảng 8 phân nhé các bác nhé. Đây này, các bác xem, đây chiếc màu hồng là xe 24, kia là xe 26, sẽ lệch nhau khoảng 8 phân nhé các bác nhé. Em áng chừng cái bánh xe lệch nhau khoảng 8 phân. Đây, xe 24, đây, nan dày là 1 triệu 4 và nan thưa 1 triệu 3. Đây là em vẫn với bán bằng cái giá cũ do khi mà công ty chuẩn bị lên, công ty giá chuẩn bị lên đầu vào lên, công ty sẽ báo với các đại lý. Thì khi đại lý sẽ cân đối lấy vào trước một đợt, vì nếu không đợt sau hàng sẽ lô hàng, đợt sau là sẽ bị lên giá khoảng 20%. Đây, còn bên này là xe 20. Xe 20 thì là dành cho các cấp bậc từ tiểu học. Giá xe của xe 20 là vào 1 triệu 2. 1 triệu 2 các bác nhé. Xe 24 và xe 26 là có thể dành cho mọi người, là người lớn tuổi cũng đi được. Học sinh khoảng từ cấp 2, từ lớp 6 là có thể đi được rồi. Lớp 6 trở lên là đi được xe 24 hoặc xe 26 rồi. Trừ những cháu nào mà nhỏ quá thì vẫn còn đi được xe 20, còn không thường là sẽ đi xe 24 hoặc xe 26 nhé. Đây, xe 24 của nữ mini, xe mini 20 các bác nhé. Giá là 1 triệu 2. Đấy, xe nam 20 của nam. Đây, xe 20 của nam. Giá cũng bằng xe của nữ là 1 triệu 2 một chiếc. Xe nam, xe cào nam 20 nhé. Còn ngoài này, ngoài này là xe 3 bánh cỡ vành 16 ấy. Xe này là sẽ là xe dành cho trẻ từ khoảng 3 tuổi đến khoảng 5-6 tuổi, tùy các bé, nhưng mà từ khoảng 3 tuổi là có thể đi được.
2 tuổi thì chân nó thực ra là đi có thể đi được, làm quen được nhưng mà sẽ chưa đạp được nhiều đâu. Khoảng 3 tuổi đi nó sẽ vừa hơn nhé các anh nhé. Giá của chiếc xe 16 xe 3 bánh này sẽ là 950.000. Đây ạ, xe nam, có cả xe nam xe nữ đây. Đây. Này, có cả xe nam xe nữ nhé các bác nhé. Này, bây giờ em sẽ vào hàng xe địa hình. Xe địa hình đấy, góc ngoài kia sẽ là xe inox. Xe địa hình. Xe địa hình của Amida nhé các bác nhé. Đây, xe địa hình đây sẽ có hai kiểu xe địa hình. Một là kiểu địa hình thường phanh cơ trước sau, và một kiểu địa hình là phanh đĩa trước, phanh cơ đằng sau, giảm sóc trước, gọi là xe cá heo. Các bác gọi xe địa hình cũng được, xe cá heo cũng phải. Thì giá nó sẽ là 1.550.000 với xe địa hình. Đây, 1.550.000 xe địa hình thường và 1.700.000 với xe địa hình phanh đĩa trước, giảm sóc trước nhé. Đây ạ. Và tiếp đấy, đấy là xe địa hình nhé. Có hai loại, một là địa hình thường và một là địa hình phanh đĩa trước giảm sóc, và có giảm sóc xe đằng trước nhé. Giảm sóc này thì rất là mềm rồi, đi càng đi nó càng êm. Và tiếp theo là xe, những chiếc này xe nhập khẩu này, có mấy chiếc này xe 20 nhập khẩu nhé. Xe cỡ 20, xe địa hình cỡ 20, giảm sóc trước, phanh đĩa trước sau. Giá của chiếc xe này nó là vào 2.200.000. Đây, 2.200.000. Chiếc xe gồm có xe sẽ thiết kế là có phốc ba đằng sau hoặc là chắn bùn, tùy mọi người thích xe như thế nào. Và chiếc này là 2.300.000. 2.200.000, 2.300.000. Chiếc 2.300.000 này thì có đề. Đề này là bộ líp chuyển đây, để đạp như xe địa hình người lớn, nhưng xe này cỡ 20 nha các bác nhé. Đều là phanh đĩa trước sau, giảm sóc trước. Nhưng mà chênh nhau có 100.000 thôi nha các bác nhé. Còn đây là xe địa hình của Avibus. Địa hình này là địa hình có đề chuyển líp. Bộ đề sẽ là đĩa trước là 3 tầng, đĩa sau là 7 tầng nha các bác. Bộ đề chuyển líp của xe là của Shimano. Bộ đề líp là Shimano nhé. Xe có giá là 2.300.000. Giá hiện tại là khi mà là nhập lô chưa tăng giá là giá là 2.300.000 nhé các bác nhé. Còn tiếp theo là xe địa hình nhập khẩu. Nhập khẩu rồi nhưng khung này chưa phải là khung nhôm đâu. Khung này vẫn là khung kim loại thôi. Thành giá là từ 2.700.000 đến 3.000.000. Phanh đĩa trước sau giảm sóc. Còn cái Avibus này là vẫn là phanh cơ nhé. Cái này là phanh đĩa trước sau, giảm sóc trước, có kèm bình nước. Tất cả các xe có đề thì là đều kèm bình nước khóa dây nhé các bác nhé. Kèm bình nước khóa dây. Đấy ạ. Bộ chuyển líp cũng là trước líp trước là 3, líp sau là 7. Bộ chuyển líp là xi minh nhé. Bộ chuyển líp xi minh. Đây. Đây là cỡ 26. Cỡ 24 thì và cỡ 26 thì ra xe này địa hình nhập này thì cỡ 24 với cỡ 26 giá bằng nhau nhé. Với khung kim loại này giá sẽ từ 2.700.000 đến 3.000.000 tùy dòng xe. Chứ còn cỡ 24 cỡ 26 nó sẽ giá nó bằng nhau cả, tùy loại xe. Còn xe khung nhôm nó rất là nhẹ, giá nó chỉ cao hơn một chút, nó tương vào gần 5.000.000, 4.800.000 là khung nhôm đẹp rồi. Còn một loại là 4.600.000 là khung nhôm nó không chưa đẹp lắm, và một loại nữa là 5.500.000 nhé các bác nhé. Đấy, các bác có nhu cầu các bác cứ inbox em. Tiếp theo là xe inox, à đây, đây chưa đến inox nhé các bác nhé. Xe Avibus, xe cào Avibus, xe 24 và xe 26. Xe này nó gần như cái xe của cào ngày xưa. Nó giá của chiếc này đắt lên chiếc inox nhé. Giá của chiếc này nó vào là 1.700.000. 1.700.000 xe Avibus ạ. Còn chiếc inox bên cạnh này, nan giày này của Amida là 1.600.000. Bên này là xe inox nữ, mini inox 26, giá 1.600.000 nhé.
Những inox inox này đều giá 1,6 triệu hết, nan dày các bác nhé là giá 1,6 triệu. Nan thưa sẽ rẻ hơn được 50.000. Màu xe inox thì các bác có phơi mưa phơi nắng thì nó vẫn cứ màu sáng thế này. Các bác dùng đồ inox, ví dụ lan can inox các bác biết rồi, cứ đồ inox nó cứ sáng bóng thế thôi, mình lau sạch sẽ nó sáng bóng ấy, nó chẳng bị hoen gì hoặc bạc phai màu đâu. Tiếp theo là xe Avibus, vẫn là Avibus cỡ xe 26 hoặc xe 24 nhé, giá cũng vẫn là 1,7 triệu. Đây, xe Avibus nhé, màu sắc của xe Avibus này các bác để ý. Đây, thực ra là quay qua camera nhìn các bác nhìn sẽ hơi khó, nhưng mà nếu mà nhìn thực tế cận cảnh, Avibus và Amida nó cùng một công ty, nhưng cái màu sắc của Avibus họ sẽ làm màu sơn dày hơn, hoặc xe Amida nhé sơn dày hơn, rồi xe nhìn thanh thoát hơn. Kể cả những cái tay nắm này này, tay nắm này liền khối nhé, tay nắm kim loại hết nhé. Còn xe Amida phân biệt này, tay nắm sẽ là tay nắm đây cổ nhựa, tay sắt, còn cái này là sắt kim loại hết nhé các bác nhé. Phân biệt dễ nhất là như thế. À, riêng cả đấy là nhìn dễ nhất, còn lại những thứ khác rồi màu sơn nữa thứ thì phải nhìn tận mắt nhìn kỹ nữa mình sẽ phát hiện, vì họ sơn chất lượng sơn giống nhau sát sạt sạt nhau, nhưng mà khi mà sử dụng ngoài môi trường lâu ngày thì màu sơn của xe Avibus sẽ bền màu hơn. Tiếp theo Amida giá là 1,4 triệu với xe nan thưa, 1,5 triệu so với xe nan dày. Cỡ xe 26, cỡ xe 24 là 1,4 triệu các bác nhé. 1,4 triệu là cỡ xe 24. Đây ạ, đây suốt dòng đấy. Các bác có xe nào cần xe nào thì các bác inbox em, cần cụ thể màu sắc, vì xe nam sẽ có là màu vàng nhạt đấy, màu đấy màu vàng nhạt, màu cam hơi cam cam vàng nhạt, màu xanh màu đỏ, xanh đen đỏ đen nhé các bác nhé. Còn xe nữ sẽ có màu hồng, màu đỏ, màu trắng, màu sữa, màu xanh, nhiều màu hơn. Đây, tiếp theo là xe địa hình Amida và Avibus. Amida và Avibus không đề. Xe địa hình này, địa hình thường không đề nhé. Giá xe là vào 1,6 triệu. Một chiếc Amida không đề. Đây, đây. Đằng sau vẫn Ford Baga đèo đằng trước đây. Giá xe sẽ là 1,6 triệu một chiếc. Có màu xanh đen và đỏ đen. 1,6 triệu một chiếc. Vành xé gió nhé các bác nhé. Những xe địa hình thì thường sẽ làm vành xé gió hết. Vành xé gió đi sẽ êm xe hơn. Và chiếc Avibus này giá là 1,8 triệu. Avibus không đề nhé các bác nhé. Avibus này sau nếu mà xem kỹ màu sắc của xe địa hình sẽ phân biệt dễ hơn. Xe Avibus này màu nó sẽ đậm hơn và trong sâu hơn. Trong sâu hơn nhé. Yên xe cũng khác nhau này các bác này. Yên xe Avibus họ làm khác nhau Amida đấy này các bác nhé. Về cả tay phanh khác nhau nhé. Tay phanh đấy em vừa nói rồi, tay phanh khác nhau. Còn xe địa hình thì sẽ có một cái hai càng lên để cầm đấy này. Đây, có cái càng lên để cầm đấy này. Đây, hoặc để bảo vệ tay khi mình cầm đây. Đây, em vừa rồi em đã báo giá xong cho các bác về xe đạp. Giá xe đạp đây là giá hiện tại của em khi công ty em nhập hàng trước khi công ty báo tăng giá. Còn đợt sau này khi công ty đã tăng giá rồi, nếu mà xe mới nhập lên giá sẽ có thay đổi thì sẽ báo riêng, em sẽ báo sau. Các bác có nhu cầu thì vui lòng gọi điện cho em, hoặc số điện thoại em sẽ để phần mô tả. Các bác cần xe cỡ nào, hoặc là các bác độ tuổi bao nhiêu, có nhu cầu mua xe để đi học, đi làm hay đi thể dục, các bác inbox em sẽ tư vấn rõ cho. Đây, toàn đây là đây xe nhé, lúc nào cũng sẵn đầy đủ hết. Em cảm ơn bác đã xem video nhé. Em xin các bác một like và một ấn một đăng ký kênh giúp em để cập nhật về giá của tất cả các mặt hàng điện tử, điện lạnh mới nhất, hoặc là TV, điện lạnh, điện tử, xe đạp mới nhất. Em cảm ơn các bác.